Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Mai Lợi, phụ trách kinh doanh tại đại lý Toyota Mỹ Đình có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bảng báo giá chi tiết của các dòng xe Toyota có mặt tại đại lý ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục báo giá xe mới. Mở đầu video, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới toàn thể quý khách hàng. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về dòng xe Toyota Vios 2022, đồng thời cập nhật giá xe Toyota Vios 2022 trong tháng này xem có thay đổi gì so với những tháng trước đó. Mọi chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng bán hàng thuộc từng khu vực để được hỗ trợ tốt nhất. Toyota Vios 2022 nâng cấp chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 với rất nhiều cải tiến về cả nội ngoại thất. Đáng chú ý là phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan B nói riêng và toàn bộ thị trường ô tô nói chung. Hiện Toyota Vios vẫn là mẫu sedan hạng B được ưa chuộng nhất nhì tại Việt Nam nhờ tính thương hiệu cũng như độ bền bỉ cao. Trong phân khúc sedan hạng B, giá xe Vios 2022 trở nên hết sức cạnh tranh với hàng loạt các đối thủ như Honda City, Mazda 2, Accent hay Nissan Sunny. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2022 mang lưới tản nhiệt mới hình thang cùng với cản trước được tái thiết kế tạo ra dáng vẻ vững chắc cho chiếc sedan. Hệ thống chiếu sáng của Vios 2022 bao gồm đèn pha và đèn sương mù dạng LED. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế vuốt dài tạo điểm nhấn cho đầu xe. Dọc thân xe được trang bị bộ bấm đúc 15 inch kết hợp với màu đen và ánh thép tạo ấn tượng cho Vios mới. Trong khi đó thì phiên bản thể thao lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam sở hữu bộ quay thể thao và ký hiệu GRS đặc trưng, lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ lớp sơn bóng, gương ngoài sơn đen kết hợp với bộ vành thể thao và cánh hướng gió sau rất ấn tượng. Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 7 inch, ghế ngồi bọc da, bọc lăng vô da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản tiêu chuẩn. Đồng hồ analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optichron hiện đại hơn. Các trang bị an toàn trên Toyota Vios 2022 cũng đa dạng không kém, gồm có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi ngang dốc. Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2022 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp với màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua hệ điều hành là Apple CarPlay và Android Auto. Nếu anh chị thấy nội thất của Vios chưa đủ tiện nghi, muốn nâng cấp thêm những option cao cấp hơn như màn Android hay cần tư vấn những phụ kiện cơ bản như dán phim, trải sàn, đừng quên liên hệ trực tiếp với số hotline trên video để được hỗ trợ tốt nhất. Để nói về động cơ của Vios thì chúng ta phải nhắc đến khối động cơ 1.5 lít Dual VVT-i cho công suất tối đa lần lượt là 107 mã lực và mô men xoắn là 140 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tất cả các phiên bản đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp, tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa động cơ, cảm biến sau hỗ trợ người lái lùi xe trong không gian hẹp. Để cảm nhận chính xác nhất về khả năng vận hành của Vios, anh chị đừng quên liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline để được lái thử, tự mình trải nghiệm khối động cơ và những tính năng bổ trợ an toàn trên Vios để thấy được vì sao Vios là chiếc xe đáng mua nhất trong phân khúc. Toyota Vios 2022 là lựa chọn sáng giá với các khách hàng có xu hướng ăn chắc mặc bền hoặc muốn bán lại được giá sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng càng ngày phù hợp hơn với khách hàng mua xe để chạy dịch vụ hoặc những khách hàng trung tuổi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu giá bán của các phiên bản Toyota Vios thế hệ dưới đây. Sau đây là mức giá bán của Toyota Vios trong tháng này. Quý khách lưu ý, mức giá trên là mức giá niêm yết của hãng, chưa bao gồm các chi phí như thuế trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì đồng bộ. Để có mức giá lăn bánh chính xác nhất tại các tỉnh thành và mức khuyến mại giảm giá tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline trên video hoặc để lại thông tin yêu cầu báo giá trong đường link ở phần dưới bình luận. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin và cam kết mức giá hỗ trợ tốt nhất toàn khu vực. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng bán hàng theo từng khu vực để được hỗ trợ tốt nhất. Beautiful Car kính chúc quý khách hàng thật nhiều may mắn và ngập tràn niềm vui. Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ, rất mong được phục vụ khách hàng trong tương lai không xa. Đừng quên đăng ký kênh, chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin chi tiết và nóng hổi về thị trường ô tô. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Nếu quý anh chị và các bạn có nhu cầu xem xe, lái thử, mua xe và cần báo giá, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua số hotline 0973 340 192. Một lần nữa, Mai Lợi xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn và chúc quý anh chị và các bạn có một ngày tốt lành.